Chuyện con chó đói. Thuở Đức Phật còn tại thế, có một ông vua rất hung ác. Nghe Phật đến thuyết pháp ở nước mình, ông liền ngự giá đến chỗ Phật ở và xin Ngài kể một câu chuyện. Đức Phật liền kể chuyện con chó đói cho nhà vua nghe. Thuở xưa, có một vị quốc vương rất bạo ngược, hà khắc với dân lành, nhân dân đều oán trách. Đế Thích thấy vậy liền hiện xuống trần, dắt theo một con quỷ rất dữ. Đế Thích hóa mình thành một người thợ săn, còn con quỷ thì biến thành một con chó cao lớn. Người thợ săn dẫn con chó vào cung của vị quốc vương kia để ý kiến. Bỗng con chó vùng dậy, tru lên dữ dội. Vị quốc vương thất kinh liền cho gọi thợ săn đến trước ngai vàng và hỏi: "Gã kia, vì cớ gì mà con chó tru lên dữ vậy?" Người thợ săn thưa: "Tâu bệ hạ, vì đói nên chó mới tru." Vị quốc vương liền ra lệnh đem cơm cho chó ăn. Nhưng kỳ lạ là đem bao nhiêu thì con chó ăn hết bấy nhiêu. Thực phẩm trong kho đã cạn kiệt mà nó vẫn chưa no, nên càng tru lên dữ dội hơn nữa. Mà ác thay, mỗi lần chó tru thì cung điện, đền đài của quốc vương lung lay như thể sắp sụp đổ. Vị quốc vương vội hỏi người thợ săn: "Lấy cái gì cho ăn thì nó mới nín đây?" Người thợ săn đáp: "Tâu bệ hạ, lấy thịt của người nó ghét cho ăn, chó sẽ hết tru." Quốc vương hỏi: "Con chó này ghét kẻ nào?" Người thợ săn tâu: "Chó này ghét những kẻ bất công hãm hại dân nghèo. Ngày nào trong nước không có dân đói khổ nữa, ngày đó nó mới nín." Đức Phật kể dứt câu chuyện này thì mặt vua tái ngắt. Vị quốc vương liền nhớ tới những việc ác của mình làm thì hết sức hối hận, từ đó ăn năn hối cải. Đức Phật dịu dàng dặn dò nhà vua rằng: "Ngày nào bệ hạ còn nghe tiếng chó tru thì bệ hạ hãy nhớ đến câu chuyện ta kể. Bệ hạ có thể làm cho con chó nín được." Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng con chó còn biết phép tắc giới hạn của mình, huống chi con người. Chó như một minh quân, công thần, liêm khiết, diệt tà, xiển thiện. Qua hình ảnh chó đói đó, vị quốc vương bắt đầu tin tưởng Phật Pháp, dùng phương pháp chánh trực đạo đức trị dân và nguyện một lòng phụng sự Tam Bảo. Câu chuyện thứ ba, vua A Dục trở về với Phật giáo. Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đã đem chính pháp phú chúc cho các vị quốc vương và đại thần, để truyền bá Phật Pháp được phổ biến hơn. Vua A Dục vốn là dòng dõi của A Xà Thế Vương. Thân phụ của Ngài tên là Tần Đầu Sa, thân mẫu thuộc phái Bà La Môn. Khi Ngài còn nhỏ thì thân thể rất thô kệch xấu xí, không được vua cha thương yêu. Đến lúc Ngài trưởng thành thì xuất chúng hơn người. Nổi loạn tại thành Hưu Thị La xảy ra, vua cha bèn sai Ngài đi chinh phục. Khi đâu đó được bình yên, vua cha thấy Ngài có công lao nên phong làm thái tử. Ít lâu sau, vua Tần Đầu Sa băng hà thì Ngài lên kế vị. Tính tình rất tàn bạo, đã giết hết mấy trăm người tôi tớ, đại thần và các thân thuộc. Mùa xuân năm ấy, Ngài mới dẫn các cung nữ đi thưởng ngoạn vườn hoa. Các cung nữ chỉ mãi đùa giỡn và trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên. Chẳng ai quay quần bên Ngài như lúc ở nội điện. Vua đùng đùng nổi giận, truyền lệnh bắt giết tất cả, rồi ngay lập tức trở về cung, không đi thưởng ngoạn nữa. Toàn dân trong nước đều ta thán Ngài là một ông vua đại gian ác. Đã vậy, Ngài còn lập ra một nơi gọi là địa ngục trần gian, đặt tên là Vườn Ái Lạc. Bên ngoài thì bài trí rất đẹp, nào là ao sen non bộ, cỏ quý hoa thơm, hệt như một công viên, để nhân dân kéo đến vui chơi. Nhưng bên trong thì có non đao rừng kiếm, lò lửa vạt dầu và đủ các món khí cụ để hành hình người một cách ghê rợn. Hễ người nào vào trong Vườn Ái Lạc đó thì cai ngục bắt giam, rồi cứ hành hình.
Còn những thế nữ ở trong cung mà cãi cọ, xung đột với nhau thì bắt đem vào cho chủ ngục phân xử. Quả thật là một thảm trạng thống khổ không tài nào kể xiết của nhân gian. Khi ấy, có một vị tỳ kheo nhân lúc đi khất thực nơi thành Hoa Thị, vì không thông thuộc đường xá nên lạc vào vườn Ái Lạc. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì tốt đẹp, còn phía trong là một chốn địa ngục. Thầy tỳ kheo kinh hoảng định kiếm đường trở ra, ai ngờ bị ngục tốt vây bắt lại. Ngài cố gắng nài nỉ đến nỗi bật khóc mà bọn họ vẫn không dung thứ. Chủ ngục thấy vậy liền hỏi: "Thầy là người tu hành, sao mà sợ chết đến đổi khóc như con nít vậy?" Thầy tỳ kheo đáp: "Tôi không phải sợ chết mà khóc, mà vì sợ mất lợi ích cả một đời người của tôi nên mới ai bi như thế." Chủ ngục tò mò hỏi: "Lợi ích làm sao? Thầy bày tỏ cho tôi nghe thử." Thầy tỳ kheo bộc bạch: "Số là tôi mới xuất gia, chưa chứng đặng đạo quả. Tôi nghĩ lại thân người khó đặng, Phật pháp khó gặp, nay rủi sa vào chỗ ác địa này, thế nào cũng sẽ hủy mạng, thì còn đâu mà tu học nữa, cho nên tôi mới khóc, chứ tôi đâu có sợ chết." Thầy tỳ kheo nói xong mới khẩn cầu chủ ngục tha tội cho thầy sống sót trong 7 ngày, rồi hành hình cũng không muộn. Chủ ngục thấy người tu thì cũng động tâm, vậy nên y theo lời của thầy, đình lại 7 ngày mới hạ thủ. Ngày đầu, thầy tỳ kheo nhìn thấy cách hành phạt rất độc ác, nào là người phụ nữ bị bỏ vào cối quết người, thịt nát xương tan, trẻ em bị quăng vào lò lửa, đứa thì rút tay co cổ, đứa thì hả miệng nhăn răng. Thầy tỳ kheo thấy cảnh tượng ấy thì sinh lòng nhàm chán, mới nhớ lời Phật dạy rằng: "Sắc lịch dịu dàng dường như bọt nhóm, dung y đẹp đẽ mà đâu còn hoài." Nhờ chỗ dẫn chứng lời của Phật dạy đó mà thầy tỉnh ngộ, dứt hết các điều tạp niệm, liền chứng đặng quả A-la-hán. Đến ngày thứ 8, ngục tốt bèn bắt thầy bỏ vào chảo dầu, rồi chất củi mà đốt. Nhưng khi lửa hạ và củi thành tro, mà dầu trong chảo vẫn không hề nóng lên. Chủ ngục thấy thế liền nổi giận, đánh đập bọn ngục tốt, rồi sai đem thêm củi và chụm thêm vào. Nhưng đến khi xem lại trong chảo dầu thì thấy thầy tỳ kheo ngồi kiết già trên hoa sen, dáng vẻ vẫn tự nhiên, chẳng hề lay động. Chủ ngục hốt hoảng, lật đật đến tâu chuyện cho vua A Dục. Khi vua nghe tin xong, liền tức tốc đi thẳng đến vườn Ái Lạc. Vừa vào đến nơi thì thấy thầy tỳ kheo hiện thân trong hư không, biên đủ 18 phép thần thông, trên mình thì nước tràn lên láng, phía dưới thì lửa cháy rần rần, trông như một hòn núi lớn ở giữa không gian vậy. Vua A Dục đứng nhìn sững sốt hồi lâu, rồi tự nghĩ: "Mình với thầy tỳ kheo này cũng đều là loài người, cớ sao thì lại đặng phép thần thông tự tại như thế, còn mình thì lo việc sát hại nhân dân, làm việc đại ác." Vua nghĩ như thế nên vội vàng quỳ xuống nói với vị tỳ kheo ấy rằng: "Mong thánh giả chiếu cố đến ta, xin hạ xuống nơi đây. Ta nguyện từ nay về sau bỏ giữ làm lành, quy y với ngài." Thầy tỳ kheo đáp: "Hay thay, hay thay, nay đại vương đã tự hối mà quy đầu Tam Bảo, thì sẽ đặng phước đức vô cùng, thật hân hạnh cho dân chúng biết bao." Thầy tỳ kheo nói xong liền dùng thần lực của mình mà trở về tịnh xá. Khi vua A Dục đã quy y theo Phật, trong lòng hân hoan định sửa soạn trở về cung, bóng người chủ ngục đến tàu: "Khi đại vương lập ra cảnh nhân gian địa ngục này, có ra lệnh hễ ai vào đây thì không cho ra. Tôi đã thọ mạng rồi nên không dám cãi. Còn đại vương là bậc thiên tử cũng phải nhất ngôn mới được." Nghe chủ ngục nói như thế, vua A Dục mới hỏi: "Cứ theo lời của nhà ngươi nói đó, thì bây giờ nhà ngươi muốn giết ta hay sao?" Chủ ngục đáp: "Quả như lời của đại vương đó, thì mới đúng là quân lệnh." Vua A Dục liền hỏi lại chủ ngục:
Vậy khi ban sơ tạo vườn Ái Lạc này, nhà ngươi với quả nhân ai vào đây trước? Chủ ngục thưa, Tâu Đại Vương là tôi vào đây trước. Vua nghe đáp như vậy, tức thì truyền cho ngục tốt áp lại bắt chủ ngục bỏ vào chảo dầu, đồng thời ra lệnh phóng hỏa đốt hết cả vườn Ái Lạc. Từ đấy về sau, vua bỏ hẳn các điều dữ mà làm những việc lành và tâm tánh hết sức từ bi, nên dân gian ca tụng là Đạt Ma A Dục Vương, tức nghĩa là ông vua hiền lành. Sau là nhờ Đức Ưu Ba Cúc Đa, tổ thứ tư giáo hóa thêm, nên vua càng tín ngưỡng Phật Pháp hơn nữa. Chính vua đã phái 256 vị cao tăng đi khắp trong xứ để truyền bá Phật giáo. Bài học cho chúng ta: từ bi là cội nguồn của hạnh phúc. Câu chuyện thứ tư, món quà. Một hôm, khi Phật đang thuyết giảng giáo lý của mình cho các vị đệ tử dưới một cội cây lớn, thì bỗng nhiên có một người tu sĩ Bà La Môn đi đến xúc phạm Ngài và có ý định tấn công Ngài. Nhưng dưới cái nhìn trí tuệ của một bậc toàn giác, Ngài đã phản ứng lại thái độ giận dữ bằng sự im lặng hoàn toàn. Khi ấy, vì quá ngạc nhiên trước cách hành xử của Đức Phật, người đàn ông Bà La Môn đã hỏi Phật rằng tại sao lại im lặng nghe ông ta chửi. Đức Phật đã trả lời một cách bình thản: nếu ta tặng ông một món quà, ông không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thuộc về tôi, người đàn ông đáp. Đức Phật gật đầu và giải thích: cũng như vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, mặc dù một số người quyết định lãng phí thời gian và năng lực của họ cho chúng ta bằng những lời lẽ xúc phạm, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn rằng liệu mình có nên tiếp nhận nó hay không. Cũng giống như chúng ta chọn chấp nhận món quà hay trả lại cho người tặng. Nếu bạn chấp nhận, bạn cầm quà. Nếu không, người xúc phạm bạn đơn giản chỉ là một người đáng thương bị bỏ mặc với cách hành xử tiêu cực của họ. Câu chuyện thứ năm, tìm kim. Vào một buổi chiều, trong một cái ngõ nọ, người ta trông thấy một bà cụ già dáng vẻ gầy yếu. Dường như bà làm mất thứ gì đó và đang đi tìm. Tôi đang tìm cây kim, bà cụ nói. Tất cả những người ở đó bắt đầu tìm kim với bà. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy, mọi người dần mất kiên nhẫn rồi hỏi bà cụ. Đường thì dài, còn kim thì rất nhỏ, chính xác là bà đánh rơi kim ở chỗ nào? Bên trong nhà tôi, cụ bà nói. Nghe thấy vậy, có người bực mình gắt lên. Bà bị lẫn à? Nếu bà đánh rơi kim trong nhà, tại sao bà lại đi tìm ngoài này? Bà già thủng thẳng trả lời. Bởi vì ngoài này có nắng, còn trong nhà thì không có. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, nhiều lần vì thuận tiện, chúng ta đi tìm những giá trị bên ngoài, trong khi nó thật sự được tìm thấy ở bên trong. Tại sao chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài chính bản thân mình? Có phải vì chúng ta đã làm mất ở đó? Câu chuyện thứ sáu, cái chìa khóa. Một ổ khóa lớn được treo trên cửa, dù có dùng sức lực mạnh đến đâu cũng không cách nào mở nó ra được. Tuy nhiên, khi đưa chiếc chìa khóa, một vật dụng nhỏ bé tầm thường vào, chỉ cần gãy nhẹ một cái thì cái ổ khóa đã mở tung ra. Nhiều người cảm thấy thắc mắc, vì sao chúng ta có dùng hết sức cũng không mở ổ khóa ra được, nhưng chiếc chìa khóa nhỏ bé này chỉ đưa vào là nó mở ra ngay. Chiếc chìa khóa nói, bởi vì tôi hiểu rõ bên trong của nó nhất. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, nội tâm của mỗi người cũng giống như chiếc ổ khóa treo trên cửa kia. Dù bạn có dùng mọi cách để tiến nhập vào cũng không thể được. Chỉ có quan tâm biến mình thành một chiếc chìa khóa tinh tế tỉ mỉ mới có thể tiến vào nội tâm người khác, thấu hiểu người khác. Câu chuyện thứ bảy,
qua sông. Có một vị hòa thượng già dẫn theo một tiểu hòa thượng đi thỉnh kinh. Trên đường đi, họ gặp một con sông nước chảy xiết. Bên bờ sông là một người phụ nữ trẻ đẹp, vẻ mặt lo lắng vì cây cầu gần nhất bắc qua sông đã bị gãy. Cô đang rất muốn sang sông nhưng lại không dám lội xuống dòng nước xiết. Không chút đắn đo, lão hòa thượng đã chủ động cõng người phụ nữ đó và đặt cô sang bờ bên kia rồi tiếp tục cùng tiểu hòa thượng lên đường. Chứng kiến việc ấy, chú tiểu cứ lăng tăng mãi. Chú biết nhà sư không được phép đụng chạm nữ giới, nên trong tâm chú khó chịu vì cho rằng thầy mình đã vi phạm giới luật, nhưng là không dám hỏi. Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng không kìm được nữa. Tiểu hòa thượng nói, sư phụ, người phạm giới rồi, sao người có thể cõng một cô gái qua sông? Khi lão hòa thượng nghe xong lý do khiến chú tiểu bực bội thì bật cười. Thầy nói, ta đã đặt cô ấy xuống từ lâu rồi. Còn con, đi một đoạn đường dài như vậy mà con vẫn cõng cô ta sao? Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, đôi khi chúng ta mang theo gánh nặng quá khứ với những cảm xúc bực bội, tội lỗi cùng oán giận, và thậm chí chúng ta còn cố làm cho nó nặng nề hơn nhiều so với thực tế. Bằng cách chấp nhận rằng những cảm xúc mạnh đó không hoàn toàn là cuộc sống hiện tại của mình và học cách buông bỏ, chúng ta có thể giảm bớt áp lực cho bản thân và những người xung quanh. Câu chuyện thứ 8, tha thứ. Trong số những người anh em họ của Phật, có Đề Bà Đạt Đa luôn ghen tị và quyết tâm hãm hại Phật. Một hôm, trong lúc Đức Thích Ca đang đứng bên sườn núi Linh Thứ, Đề Bà Đạt Đa đã trèo lên trên đỉnh cao, xô một tảng đá thật lớn cho lăn xuống ngay chỗ ngài đang đứng. May thay, khi lăn xuống gần tới chỗ Đức Phật thì tảng đá bị chặn lại bởi những mô đá khác. Tuy nhiên, lực đẩy cùng sức nặng của tảng đá khi va chạm mạnh khiến nó bị vỡ và văng ra vài mảnh nhỏ. Một mảnh trong đó đã văng trúng vào chân trái của Phật, làm ngài bị thương, máu chảy nhiều. Về phần Đề Bà Đạt Đa, sau này ông lâm trọng bệnh liên tiếp nhiều năm, chỉ ở yên một chỗ, không đi đâu được. Những người ủng hộ trước kia không một ai đến thăm. Trong thời gian bị bệnh, ông đã có nhiều thời giờ chiêm nghiệm về những được mất thành bại và suy xét lại những hành động của mình trong những năm trước. Đại Đức đã thành khẩn ăn năn và muốn được ý kiến Phật trước khi lìa đời. Lúc đó, Đại Đức đã yếu lắm rồi. Thấy Phật đứng trước mặt mà không ngồi dậy được, chỉ biết nhìn Phật chăm chú với cặp mắt khẩn cầu tha thứ. Cuối cùng, cố gắng lắm, Đại Đức mới bật nói được vỏn vẹn một câu. Đệ tử quy y Phật. Phật để tay lên trán ông để an ủi và chấp nhận sự sám hối của Đại Đức. Không một ai có phẩm hạnh cao quý, phát triển tâm từ ái và từ bi như Đức Phật đã làm trong thời đại của Ngài. Ngay cả với những kẻ có ý định hãm hại mình, Ngài vẫn thương xót và bao dung cùng tha thứ cho họ. Còn chúng ta ngày nay, nhiều khi vẫn luôn dùng cái nhìn của mình để phán xét và hiểu lầm người khác, để rồi gây ra nhiều đau khổ cho chính mình. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, bớt oán giận thêm tha thứ là thực hành đem lại hạnh phúc theo lời Phật dạy. Tha thứ. Câu chuyện thứ 9, một lòng vì đạo. Buổi sáng mùa xuân nọ, một vị quốc vương có tiếng nhân từ ngự giá về các làng mạc thôn xóm thăm viếng quần chúng và tặng quà Tết cho người nghèo. Đây cũng là một dịp để nhà vua tìm hiểu đời sống và tâm tình của dân. Nhà vua thường khuyến khích mọi người phụng thờ Tam Bảo, thực hành ăn chay. Ngoài ra còn làm các việc thiện, hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với anh em. Ngài tha sưu thuế cho tất cả những ai làm theo lời Ngài khuyên bảo. Mọi người đều răm rắp làm theo. Nào ngờ, bề ngoài họ mang chiếc mặt nạ đạo đức giả để che đậy những hành động xấu xa nham hiểm.
nhờ có cuộc kinh lý hôm ấy, Ngài mới thấu rõ lòng người. Từ đó, Ngài luôn nghĩ về giải pháp để cải thiện dân chúng. Một tuần, nhà vua ban truyền sắc dụ: kể từ nay, ai còn ăn chay niệm Phật sẽ bị tội xử tử. Người nào không theo Phật được tự do, an phần chức nghiệp. Đương nhiên, những kẻ giả tâm đều trở lại hành động như cũ, không còn phải che đậy gì cả. Tuy nhiên, một sáng nọ, người ta dẫn đến sân một cụ già tả tơi, yếu đuối đến sân triều. Cụ già này đã không tuân lệnh vua mà vẫn quy ngưỡng theo đạo Phật. Cụ nghĩ rằng, lâu nay ta nghèo khổ, trọn ngày chỉ có một bữa cơm rau, nhưng được quy y Tam Bảo, được nghe giáo lý của chư Phật, lòng ta sung sướng vô cùng. Còn dẫu sống một cuộc đời sung túc trên châu báu ngọc ngà, hay có được lên cõi thiên đàng hưởng thụ mãi mãi cuộc sống thần tiên đi nữa, mà không được nghe đến một câu kinh Phật, đối với ta cũng chỉ là ngục hình. Cụ già khẳng khái tâu: tâu bệ hạ, bần dân này đã có tội không tuân lệnh của Ngài, xin Ngài cứ việc chém đầu. Nhà vua phán: nếu người biết tự hối và thi hành theo sắc lệnh mới của trẫm, trẫm sẽ tha tội và phong chức tước cho. Còn kẻ làm dân mà không tuân theo quốc pháp, trẫm sẽ xử chém để răn đe kẻ trái phép về sau. Cụ già cung kính: tâu bệ hạ, nếu bỏ chính pháp mà làm vua chúa bực dọc, thì dù hưởng thụ tất cả mọi khoái lạc trong cõi đời này, bần dân cũng không ham. Người cãi lệnh ta, ta sẽ cho xử tử ngay tức khắc. Tâu bệ hạ, trong kinh Phật có dạy, nếu chúng sinh tự gieo mình vào ba đường ác thì khó được làm người. Dù làm người chăng nữa cũng không thể sinh vào nước có đạo đức. Không xem được kinh Phật, không gặp được các cao tăng để cúng dường và nghe pháp. Nay tôi được biết pháp Tam Bảo, hiểu được chút ít kinh Phật. Vậy có lẽ kiếp trước tôi đã dài công tu luyện lắm. Thế thì dù bệ hạ có bỏ tôi vào nước sôi hay nung vào lửa đỏ, tôi vẫn giữ trọn một niềm theo Tam Bảo mà thôi. Nhà vua trầm giọng: ngươi là ai mà còn khí khái với ta, trước cái chết mà vẫn còn hùng hổ? Tôi tên là Thanh Tiến Sử, tâu bệ hạ. Bệ hạ cứ việc xử tội, tôi không bao giờ oán than hay van xin một điều gì. Rất nhanh, nhà vua liền cho lính đến áp giải cụ già ra pháp trường. Trước pháp trường, những lưỡi gươm sáng quắc đang sẵn sàng đưa lên cổ ông. Thanh Tiến Sử vẫn thản nhiên vui vẻ và khuyên người con trước khi vĩnh biệt: con ơi, con sinh gặp thời có Phật Pháp, biết sùng bái Tam Bảo là một điều phước đức của con. Con hãy vững dạ tu học, noi gương cha đây. Dấu đầu cha phải rơi vì sắc lệnh nghiêm ngặt của nhà vua, cha vẫn vui lòng và quyết theo chính đạo, không bao giờ từ bỏ. Vừa dứt lời, vị cận thần truyền cho quân lính dẫn cụ già quay về triều. Khi vị cận thần về tâu lại lời khuyên con của Thanh Tiến Sử, nhà vua cảm động đến mức rơi nước mắt. Ngài bước xuống bệ rồng, ra tận cửa thành ôm lấy Thanh Tiến Sử. Mọi người đều ngạc nhiên. Cụ già cũng trố mắt nhìn vua vì không hiểu chuyện gì. Nhà vua đưa cụ vào cung một cách ân cần vui vẻ. Song Thanh Tiến Sử cũng chưa rõ điều gì nên chỉ biết cúi đầu sát đất tạ ơn vua. Nhà vua liền đỡ lấy tay Thanh Tiến Sử rồi thân mật bảo: trong quốc dân này chỉ có một Thanh Tiến Sử, chỉ có một Thanh Tiến Sử thuần thành theo Phật Pháp, quyết một lòng vì đạo. Ngoài ra đều là giả dối, vụ lợi. Chiếu dụ của trẫm ban ra chỉ cốt để thử lòng người mà thôi. Vậy từ nay xin ngươi hãy sống cùng trẫm, giúp trẫm trong việc truyền bá Phật Pháp, thức tỉnh nhân tâm. Rồi cả hai chuyện trò vui vẻ. Sau đó nhà vua phong cho Thanh Tiến Sử chức tướng quốc. Câu chuyện ấy được truyền tụng rộng rãi trong dân chúng. Cũng từ đó tiếng chuông cảnh tỉnh đã ngân vang trong tâm hồn mọi người. Chẳng bao lâu sau, dân chúng được sống trong cảnh êm ấm, vui vẻ,
ai ai cũng đều quay về với đạo Phật. Vị quốc vương ấy chính là tiền thân của Đức Thích Ca. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, mỗi khi con người hạnh phúc hay khổ đau, hoặc một người đang ở bờ vực sinh tử, bị giày vò bởi bệnh tật khổ đau, vô phương cứu chữa, ai ai cũng đều tìm đến đạo Phật như cứu cánh nhằm xoa dịu đi nỗi khổ, niềm đau, cũng như tìm cho mình ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Câu chuyện thứ 10. Triết lý viên kẹo. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo, hết kẹo rồi. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa, hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, khi bạn cho người khác thứ gì đó quá nhiều đến mức thành quen, họ sẽ không coi đó là món quà mà là trách nhiệm của bạn. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho. Phật luôn dạy cho chúng sinh phải có tâm hướng thiện. Những câu chuyện hay về Đức Phật luôn giúp chúng ta tu dưỡng tâm hồn và đạo đức để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Thà có đạo đức mà chết, chứ không chịu mất đạo đức để được sống. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để dưỡng cho bản thân một trái tim ấm áp, thiện lương. Tuần thức đầu tiên. Mùa đông năm 2009. Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu Sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần nọ, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi, mẹ, phải mẹ đâu? Mẫu thân cô cho biết, hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi, khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay, được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô.
Chu nữ sĩ vội vàng hỏi. Mẹ ơi, mẹ nói giọng Hương Đài và tướng quân Ngưu Mã gì? Con nghe mà không hiểu gì hết. Lúc đó, mẹ của cô nói rằng, dòng Hương Đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó, nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngưu Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả? Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thật ra, đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ, mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết, nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mã diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác. Kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính, như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng Chu nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh. Mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà. Hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ. Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không, anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật sự đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như vậy, chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của Chu nữ sĩ đã kéo Chu nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ ra kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hải hùng, nằm trùm mền rung lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói vậy sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra, để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi. Nếu không, tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai, mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ, mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc đến. Nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu.
Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt, đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta, ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng, thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ, quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại, cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính, chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa. Đáng sợ quá, nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, Dấn Châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy, đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện, thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu, có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi, và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy, trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ, làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất, con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện, kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, Phán Quan nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lay. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung mà, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi! Ngàn vạn lần con không nên thấy họ, vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngài thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn.
Mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Tu không nên độc tài. Một buổi chiều nọ, Hòa thượng Diệu Pháp vừa mới an tọa, thì một vị tóc điểm mối tiêu tiến tới quỳ xuống. Chưa khai khẩu, đã tuôn lệ như mưa, khóc chẳng thành tiếng. Mọi người an ủi, ông mới dần dần bình tĩnh được chút, và bắt đầu hướng về Hòa thượng, kể chuyện của mình, cầu xin chỉ dạy. Ông vừa buồn, vừa tự trách, giống như phát xuất nỗi niềm sám hối bi ai từ nội tâm, khiến cho người có mặt ở đó không ai là không rơi lệ. Ông kể, mình vừa bắt đầu hướng dẫn vợ và các con bước vào con đường học Phật, thì đã nhanh chóng dứt bỏ ăn mặn. Toàn bộ thời gian rảnh, ông đều dùng vào việc tụng kinh, hoằng pháp lời sinh, tu tập tinh tấn. Trước khi học Phật, ông có mua một đầu máy video hiện đại, chỉ xem qua có 4-5 cuốn phim thôi. Đến nay đã 10 năm, chẳng hề đồng tới nữa. Riêng truyền hình, ngoài trừ nghe tin tức ra, các tiết mục văn nghệ khác, ông cũng chẳng để mắt tới. Việc học Phật đem lại cho toàn gia ông nhiều cái hay vô cùng. Có thể nói, gần 10 năm nay, trong gia đình chẳng phát sinh điều gì bất như ý. Điểm tuyệt nhất là cả nhà không hề vướng qua bệnh chi. Trong lúc cùng các bạn đạo bàn luận, ông thường nêu lên những cái hay về ăn chay, học Phật, lòng đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật. Năm ngoái, có một bác sĩ bảo ông, 10 năm nay anh không ăn thịt, nhất định là thiếu dinh dưỡng, anh tự cho mình là không bệnh, thì thấy như không có bệnh. Nhưng nếu anh đi bệnh viện mà kiểm tra máu á, mà không có vấn đề gì, thì chúng tôi á, sẽ niệm Phật ăn chay theo anh. Dưới sự cổ vũ của bạn đồng tu, ông bèn làm cuộc kiểm tra, lúc bấy giờ, lấy phiếu xét nghiệm, ông hỏi nhân viên. Xét nghiệm máu tôi có vấn đề gì không? Có, năm nay ông tuổi gần 60, mà máu huyết lại giống như người 20-30 tuổi, vậy là không bình thường. Mới đầu, ông hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó bật cười. Khi đem kết quả tới cho mọi người xem, ông bảo. Nếu xét theo tiêu chuẩn người ăn mặn, thì máu tôi đương nhiên là bất thường. Nhưng tình trạng máu huyết giống thanh niên không phải là chuyện tốt hay sao? Bởi vậy suốt 10 năm nay tôi không động đến rượu thịt, thuốc hút, nên máu tôi đã được thanh lọc, tịnh quá. Tiêu chuẩn này có thể nói là không giống phần đông người bình thường. Chúng ta ăn chay, tức là đang tịnh quá máu huyết mình, là phản lão hoàn đồng, là trở về với mộc mạc chân thực, khiến cuộc sống hôm nay thân ít bệnh, hoặc không bệnh khổ, khiến kiếp nhân sinh hữu hạn lại càng thêm tốt đẹp. Nói đến đây, đột nhiên ông trầm tư một chút, mắt lại tuôn lệ. Ông sụt sịt kể, nửa tháng trước tai họa đã giáng vào gia đình ông. Đứa con gái ông cưng yêu nhất bỗng dưng liên tục 2 ngày ăn gì đều ói, đi bệnh viện khám họ nói là nó bị ung thư bao tử, nhưng không thể phẫu thuật vì bệnh đã phát tán trầm trọng. Bác sĩ nói sau này bệnh sẽ ngày càng chuyển ác, thời gian sống tối đa chỉ còn nửa tháng. Gia đình ông nghe tin này giống như bị đấm vào đầu, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng biết làm sao. Bác sĩ nói con gái ông bệnh là do cơ thể thu nạp ít mà làm quá sức, do lao lực tích lũy lâu ngày thành bệnh nan y. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, nói, dạ thưa sư phụ, chẳng phải trong kinh Địa Tạng từng giảng, lễ bái tượng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, sẽ được các thiện báo như
gia trạch vĩnh an, kéo dài tuổi thọ, tật dịch chẳng đến. Nhưng vì sao nhiều năm nay con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác, mà hiện tại lại bị đại nạn ập xuống như vậy? Bà nhà con nói, nếu như không học Phật thì chẳng đến nỗi con gái phải bệnh nặng như vậy. Vậy thì con e rằng, thân thích bạn bè vốn không tin Phật sẽ càng dèm pha chê trách, thậm chí còn làm lung lay tín ngưỡng của con. Xin hỏi sư phụ, con đã trồng nhân gì mà bị ác báo vậy? Hòa thượng ngồi xếp bằng trên tràng chỉ, đôi mắt hét nhẹ như đang lắng nghe. Thấy cư sĩ hỏi, ngài từ tốn đáp. Lời Phật là chân ngữ, thật ngữ, không gian dối, quyết chẳng gạt lừa người. Nhưng vì sao già ông gặp đại nạn như thế? Đây phải tự hỏi bản thân mình một chút. Như ông vừa nói, ngoài nguyên nhân cho con gái ông lao lực quá độ thành bệnh ra, bản thân ông có lỗi một phần. Tuy ông siêng năng học Phật, nhưng chẳng bỏ được tính cố chấp độc đoán. Phật Pháp cùng thế Pháp vốn vô phân biệt, nhưng ông lại cho đối lập nhau. Một mặt, ông đem Phật Pháp tích cực giới thiệu cùng mọi người, khiến kẻ nghe Pháp được lợi ích, thậm chí giúp nhiều người ly khổ, đắc lạc, đó là rất tốt. Nhưng ông cũng đem Phật Pháp biến thành trói buộc, bắt vợ con, nhốt trong khuôn khổ do mình định lập ra. Thậm chí khi vợ con ông ra ngoài, đi đâu, muốn trang điểm chút cũng bị ông phê bình cho một trận. Con cái ông thỉnh thoảng nếu nghe những khúc nhạc đang lưu hành, thì xem như phạm vào đại kỵ, có lỗi với phép tắc đại giáo huấn của ông, lập tức sẽ bị ông nghiêm khắc quở trách. Nếu họ tạm có chút phản ứng, thốt lời phê bình hay tỏ thái độ không phục, thì ông lớn tiếng quát la, thịnh nộ như sấm rền. Ông lập tức biến thành pháp quan, một bề làm vệ sĩ hộ giáo. Như thế, trong thiên hạ chỉ có ông mới là người học Phật chân chính. Hễ nghe trong Phật môn có chút việc không đúng pháp, thì ông ghim mãi trong lòng, phê tam bình tứ. Tuy ông có chánh tri chánh kiến nhất định, nhưng mắt toàn chỉ thấy lỗi người, tâm chứa toàn thị phi phải quấy, và nhìn ai cũng thấy đều là ngoại đạo. Thế là rất sai. Ông phải biết mọi sự trên đời đều có nhân quả, mà người chân thật tu hành thì không nên dòm tìm, soi mói lỗi thế gian. Sai sót của ông chính là do quá chấp trước, nên đã biến tâm mình thành tâm ma, rơi vào cảnh quỷ. Thực ra, cũng có ma bên ngoài, nhưng không có gì đáng sợ. Người tu phải khéo biến ma thành thiện tri thức, giúp mình thành Phật. Năm xưa, lúc Phật Thích Ca làm ti nhân nhẫn nhục, để vua Ca Lợi chặt thân thể, thì ngài tuyệt không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không những tâm chẳng sinh oán hận mà còn phát nguyện tương lai mình thành Phật rồi. Người sẽ độ đầu tiên là vua Ca Lợi. Đây mới là tấm lòng và cảnh giới tri kiến của Phật. Ông có biết, sau khi nổi nóng hầm hè với vợ con rồi, trong lòng họ thấy thế nào không? Do họ bị ông áp chế, khí oán giận không được bung ra, phải nén cả vào trong. Hơn nữa, ngọn lửa vô minh của ông, tùy theo tiêu chuẩn đạo đức ngày càng thấp của xã hội, mà càng cháy bùng dữ dội. Thế là người nhà biến thành nạn nhân, thành chỗ trút bực, trút giận của ông. Họ phải chịu đựng trường kỳ tháng năm như thế. Làm sao kham thấu? Ông hiện giờ là một người hai mặt. Một mặt là kẻ rất có ái tâm, là chồng tốt, yêu vợ, cha lành, thương con. Còn một mặt khác nữa lại là kẻ có tâm ma, hung ác, toàn gieo tổn thương trầm trọng cho quyến thân. Giờ đây,
con ông dính bệnh hiểm, ông chẳng những không phản tỉnh để nhìn ra lỗi mình, ngược lại còn oán trách Phật, Bồ Tát, không che chở, chúc phúc. Cho dù Phật Bồ Tát có đại thần thông, cũng không thắng nổi nghiệp lực của ông. Giống như hãng sửa xe trên thế giới, dù có kỹ sư bảo trì tối ưu, nhưng cũng không sao sửa nổi những chiếc xe bị ông mặc tình chà đạp, gây tổn hại. Con gái ông bị ép phải sống ngoan, sống tốt, đúng theo khuôn khổ ông chế định. Trong công tác, nó luôn ráng làm việc thành tích cho mọi sự được đẹp hơn, tuyệt hơn. Vì vậy mà tinh thần, thể lực bị tiêu hao đến cực độ. Bữa dùng chay trưa, nó thường bị bạn bè hiếu kỳ, tranh nhau dùng hết. Bản thân ăn không đủ no, lại chẳng muốn ăn ở ngoài. Tối đến về nhà, đói quá sinh mệt, ăn cũng không được bao nhiêu. Như thế lâu dần, tạo thành nội thương bao tử, do tích lao thành bệnh. Những thống khổ, u buồn trong tâm được che đậy bằng nhiệt tình công tác nổi trội, đến mức bệnh nhập xương tủy mới đi bệnh viện thì đã muộn. Tôi nói tình huống vậy có đúng không? Ông còn trách Phật Bồ Tát nữa không? Những cư sĩ khác tại hiện trường đều bị lời của Hòa Thượng thu hút, hầu như quên mất nhân vật chính đang thịnh pháp. Bây giờ, nghe Hòa Thượng hỏi, họ đều quay sang nhìn ông, thấy ông hai mắt dán chặt vào sư phụ, lệ tuôn đầm đìa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, làm ướt đẫm cả một phần áo đôi vùng ngực. Mọi người đều thông cảm cho nỗi thống khổ của ông. Nghe Hòa Thượng hỏi, ông như sực tỉnh, lên tiếng yếu ớt. Bạch sư phụ, không lẽ con gái yêu của con hết cách cứu rồi hả sư phụ? Con gian xin ngài, hãy cứu cháu giùm đi. Con gian xin ngài mà, nó còn trẻ quá. Ông vẫn chưa hồi đáp, là những lời ta nói về tình hình của ông có đúng không? Dạ đúng hết, hoàn toàn là đúng. Là do con thực hành và hiểu Phật Pháp không thấu đáo. Là tại con hại con gái yêu của con. Nó mà chết đi, con cũng không thiết sống làm chi nữa. Ông chết rồi, giờ ông sống nổi hay sao? Phần bụng trên của bà có một khối u cứng. 10 năm trước, ông đã từng sờ qua rồi. Nhớ không? Nghe đến đây, cư sĩ cả kinh thức sắc, òa khóc to, âm vang vang trời động đất. Từ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi gần 60 bộc phát niềm bi thống dữ dội đến như vậy. Tiếng khóc của ông lớn đến nỗi làm chấn động và ù cả tai tôi. Chỉ thấy hai gối ông khuỵu xuống, hai tay không ngừng đánh vào đầu bình. Các cư sĩ gần bên vội giữ tay ông lại. Ông sầu đau cực độ, nói trong nước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, con tình nguyện xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thoát ra, để xin đổi mạng cho con gái yêu của con được sống. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, là con có lỗi với bà vợ hiền huệ của con. 10 năm trước, con có sợ và biết bà có khối u cứng trong bụng, nhưng con không nghĩ nó sẽ đoạt mạng. Con thật là ngu si, lúc nào cũng cho mình là đúng. Con thường tuyên bố, người quản tôi chưa sinh ra, nghĩa là trên đời này không ai có thể quản được con. Con quá ngông cuồng kiêu mạn, tự sa vào tâm ma, quả báo vẫn là chính mình tự thọ. Con luôn cho rằng mình là người chồng tốt, cha lành, té ra chỉ là kẻ ôm tâm xấu hại người. Vợ của con 30 năm nay luôn tròn phận hiền thê, mẹ đảm, một bề phu sướng phụ tùy. Con muốn học Phật, bà cũng chiều. Con bắt ăn chay, cho dù trong lòng bà không muốn, nhưng cũng nguyện ăn chay theo con bao năm nay. Sau đó con đề xuất ngủ riêng, đoạn dục. Hễ con nói, bà dâng theo, chưa từng nghĩ đến tâm tư tình cảm của bà. Quên rằng, bà cũng là người biết buồn, vui, hờn giận. Con luôn cho mình là tu rất tinh tấn,
bây giờ con mới biết thế nào là học Phật đúng đắn. Con chính là ma quỷ luôn đem đến áp bức, thống khổ cho người. Vì con chỉ biết có mình, luôn cho rằng cái gì mình cũng đúng, cũng hay, không ai được phép cãi. Còn sống ích kỷ, tư lợi, sống luống uổng suốt bao năm nay. Trước đây, tôi chỉ nghe các bà, các cô, các má vừa khóc vừa rên. Hôm nay lần đầu tiên trong đời mới nghe được một nam tử 60 khóc hù hụ, kể lỗi mình sùm, vừa khóc vừa than vừa sám hối. Nếu như ông không thật tâm sám hối, sao có thể thốt ra những lời chẳng màng đến thể diện mình như thế? Trong phòng khách, bên phía quý bà đều bật khóc thành tiếng, còn quý ông thì không ai là không rơi lệ. Lúc này, tôi phát hiện chỉ có sư phụ là Điềm Viên Đoan Tọa, đôi mắt hơi khép của ngài khẽ động đậy. Trong lòng tôi bỗng nổi lên nghi vấn, trước tình huống cảm động này, vì sao sư phụ không chút xót thương mà cứ ngồi bất động như thế? Sao ngài không mau mau nghĩ khách, phá giải giúp cho họ? Bỗng, sư phụ khai khẩu, nhưng chẳng hề mở mắt. Tuy âm thanh ngài không lớn, nhưng có đủ sức mạnh, khiến các tiếng khóc nghẹn ngào ngưng bặt ngay. Ta đâu có nói là con gái ông nhất định phải chết. Sao ông chẳng hỏi phương pháp cầu sống? Dạ. Không khí trong phòng như ngưng động. Mọi âm thanh hoàn toàn im bặt. Lão cư sĩ bỗng quỳ mọp trước sư phụ, dập đầu lia lịa, nghe vang thành tiếng. Tại hiện trường, mọi người đều quỳ xuống hết. Sư phụ giống như không nhìn thấy cảnh tượng xúc động này, vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Phật Pháp là diệu Pháp, tất cả duy tâm tạo. Tâm có thể khiến ông đọa địa ngục, có thể khiến ông thành Phật, có thể khiến ông bị bệnh, tử vong, cũng có thể khiến cho ông hóa giải hàn băng, chuyển nguy thành an. Chú Đại Bi là thuốc hay vạn năng, khéo trị 84.000 chứng bệnh. Nhưng cần phải sám hối chân thành, thì tác dụng thuốc mới phát. Nếu như con gái ông lành bệnh rồi, ông có còn nóng nảy, độc tài, áp bức nữa chăng? Quyết không, con sẽ không dung dưỡng các tật xấu đó nữa. Con sẽ đổi mới, làm lại từ đầu. Tốt lắm, nếu muốn thành Phật, trước phải thành người hoàn mỹ. Phật đối với tất cả chúng sinh đều từ bi. Phật là bậc đại giác, có thần thông trí huệ cao tột. Nhưng ngài chưa bao giờ nổi nóng cáo giận với đệ tử, chưa hề la hét chửi mắng ai. Pháp Phật giảng là giúp người minh lý, hiểu rõ đạo rồi, thì trong sinh hoạt ngày thường, trong công việc thực tiễn, luôn thực hành Phật Pháp. Đây gọi là minh lý tức sự. Chúng ta ngày ngày đều gặp rất nhiều việc xảy ra ngoài dự tính. Bởi vì quý vị đã minh lý, đã hiểu Phật Pháp, cho nên không để những cảnh đó chuyển, mà sẽ như Pháp giải quyết, xử lý sự việc. Đây chính là minh lý tức sự. Người tu hành mà phát cáu, nóng nảy, hét la ổm tỏi là tối đại kỵ. Có câu, lửa sân thiêu hủy rừng công đức, tuyệt không phải là lời hư vọng. Đã là đệ tử Phật, mà không sửa đổi, không từ bỏ tính xấu này, thì cho dù cả ngày tụng nhiều bộ kinh, giảng pháp nhiều lần, độ biết bao người học Phật, thì bản thân cũng không ra khỏi tam giới. Để cho tính khí nóng nảy sân giận bộc phát là biểu hiện bản thân mình đang quá vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng. Bản thân quý vị Phật Pháp không sáng tỏ, thì làm sao có thể độ người viên mãn được? Trong thời đại hiện nay, con trai, con gái, chỉ cần có chánh tri, chánh kiến, có thể giữ ngũ giới, thập thiện, thậm chí có thể ăn trường trai, đều là việc khó làm, rất hiếm, rất quý. Nếu như ông cứ chấp nhất, cứng cỏi, vì cầu toàn mà khư khư, đem giới luật của người xuất gia áp đặt cho hàng tại gia, rồi ép buộc, quở trách họ, như thế là quá ngu si,
đi giống như kéo mà thúc lớn. Làm vậy chỉ khiến người đánh xa Phật Pháp, biến Phật Pháp thành khủng bố, đe dọa, áp bức. Chẳng phải Lục Tổ từng giảng, nếu lìa thế gian tìm con đường giác ngộ thành Phật, giống như tìm sừng thỏ, vĩnh viễn không tìm được. Con gái ông ra ngoài, có thể điểm trang chút ít, hay mặc y phục lịch sự xinh đẹp, có thể cùng chúng bạn thưởng thức những ca khúc đang lưu hành, miễn là nội dung âm nhạc lành mạnh có ích, thì đều được cả. Không bắt buộc họ phải suốt 24 giờ niệm Phật mới là tinh tiến. Ông phải hiểu rõ Phật Pháp như thế này. Tự thúc liễm ngôn hạnh, giữ gìn tác phong của mình chuẩn mực, cũng chính là niệm Phật. Sống trong thế gian, đối diện mọi hình sắc, cảnh duyên, phải luôn có con mắt sáng suốt, biết tuyển trạch pháp nhãn. Ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ, ông nên sắp xếp tĩnh tọa chừng 40 phút, niệm Phật hoặc trì chú hay tu pháp môn nào đó hợp với mình, nhằm giúp tĩnh tâm, mục đích giải trừ mỏi mệt cả ngày, cũng tính là khóa tu tối thường nhật. Được rồi, chúng ta đã minh bạch chân tướng vũ trụ, tức là nhìn thấu phá, nhìn ra rồi thì phải buông. Thì ông so với hàng tục nhân chưa nhìn thấu, càng chẳng tự tại. Bởi vì trong lòng ông, ngoài 84.000 phiền não trần lao ra, còn bị áp lực Phật Pháp đè nặng. Bây giờ, xin chư vị hãy buông hết tất cả, để được đại tự tại. Mỗi cá nhân nên quý người bạn hữu duyên ở bên cạnh mình. Là đệ tử Phật, ta đối với động vật, có thể sinh lòng từ bi. Vì sao lại cư xử vô tình với người bên cạnh, làm tổn hại thân nhân mình? Ông bao niên kỷ mới tin Phật, bao nhiêu tuổi mới trì giới? Có cư sĩ tin Phật mấy mươi năm rồi, đến nay chẳng phải vẫn còn ăn tam tịnh nhục ư? Ở đây tôi không nói đúng hay sai, mà chỉ nói vấn đề thời cơ, nhân duyên thôi. Hãy trăng đến rằm, thì tròn. Cả nhà ngồi chung một bàn, có kẻ ăn thịt uống rượu, có người ăn chay, tin Phật. Thế thì một bàn cứ chia hai mâm, chẳng có gì là không đúng. Thế giới này chính là một bàn nhiều mâm mà. Lục Tổ trong hoàn cảnh thắt ngặt, đặc biệt vẫn phải phương tiện ăn rau cạnh thịt, rau ấy có dính vị thịt chăng? Chẳng ảnh hưởng đến việc thành tổ của ngài, không nên vừa hiểu chút Phật Pháp, liền lập ta ở trọng rồi khoa chân múa tay làm cảnh sát trong Phật giáo. Một bề kiểm soát áp đặt, bắt bẻ lung tung, đến khi ác quả thành hình, thì hối hận đã muộn. Đạo Thiên Chúa, tinh lành dạng bác ái. Đây cũng là quan điểm của Phật giáo. Chúng ta cần dùng tâm bồ đề bác ái của Phật, cảm hóa chúng sinh, tiến vào Phật môn, chứ đừng dùng phương pháp tranh đấu, chỉ trích, quở mắng, rầy la. Được rồi, cư sĩ mong giúp con gái ông chuyển nguy thành an. Thì 8 giờ sáng mai, ông lên đại điện bắt đầu lễ Phật, tụng 7 biến sám đại bi, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Xin ông nhớ nhắc con gái, ngày mai cháu ở nhà, bản thân cũng phải bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng cho đến khi cháu hoàn toàn bình phục, và từ đây về sau, cháu hãy chuyên tụng kinh Địa Tạng. Còn phần ông, ngày mai lễ xong, sám đại bi rồi, thì bắt đầu lễ ba bộ lương hoàn sám. Lúc bái sám, phải dùng tâm thành lễ bái, giống như ông vừa thành tâm sám hối hồi nãy đó. Nếu không thành tâm, thì sám hối tụng chú gì cũng chẳng linh.
phải khắc cốt ghi tâm, thành ý hết lòng mới có thể chiêu được cảm ứng, chấn thiên động địa phần các cư sĩ. Quý vị có chịu làm công đức này không? Chúng con đồng ý. Âm thanh hồi đáp vang vọng, làm rung chuyển cả mặt kính lưu ly trong phòng. Hòa thượng mỉm cười, nở nụ cười hoan hỷ như trẻ thơ. Khuôn mặt tuổi tác của ngài tươi như đóa sen mùa hạ, khiến mọi người xúc động, chiêm ngưỡng không rời. Các đệ tử đều biết, hòa thượng xưa nay không hề vọng ngữ, chỉ cần bạn làm y theo lời ngài dạy, thì sẽ ly khổ, đắc lạc. Trước khi kết thúc, hòa thượng ngâm một bài thơ cho người suy gẫm. Không tức sắc, sắc tức không, Phật pháp diễn giải vô cùng thâm sâu, đem thân hành pháp nhiệm màu, giúp người tỉnh giác tiêu sầu hết mê. Trong biển khổ hiện bồ đề, muốn thành Phật phải oai nghi thiện lành, độ mình độ khắp chúng sinh, học gương hoan hỷ thấu tình cảm thông. Lòng bao dung tợ hư không, có đi có đến chẳng canh chẳng dùng, trung đạo hữu hiệu vô cùng, rất là thích hợp nên thường hành luôn. Pháp có chánh pháp. Hỏi: trong thời kỳ mạt pháp, người giảng tà pháp quá nhiều, kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn, có phải là Phật pháp kể từ đây sẽ càng ngày suy vi, phát không nổi chăng? Đáp: không phải vậy. Theo như tôi biết, thì bất kể giới xuất gia hay tại gia, đều có nhiều người âm thầm tu hành. Tôi không tiện bàn về người xuất gia, chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ tại gia tu hành thực tế kể cho bạn nghe. Trong Báo ứng hiện đời tập 1, tôi đã lược thuật chuyện tiên sinh dạy học, giờ xin nói rõ hơn. Đôi vợ chồng này, người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí như, bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát, vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy, so với lời bác sĩ tuyên bố, em bé này sẽ không thể ngồi được, thì quả là đã tiến bộ rất xa. Bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ, ông bà, hễ đói, thì em kêu ba mẹ, hoặc là vỗ bụng, chỉ vào miệng mình. Khi muốn đại tiểu tiện, thì bé kêu ba mẹ, hoặc diễn tả bằng động tác. Cái hay là, ban đêm, bé ngủ, cũng chẳng hề đại tiểu tiện ra giường. Hễ cần đi, là nó đánh thức ba mẹ, bày tỏ. Nếu như người bé ưa thích đến thăm, họ vừa lên tiếng ngoài cổng, là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tay múa chân. Mấy ngày trước, tôi gọi điện cho mẹ của bé. Em được cầm điện thoại và mừng rỡ bập bẹ. Ông ơi! Ông ơi! Chẳng cần ba mẹ bé kể, tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi. Hòa thượng diệu pháp ban cho bé tên là Huệ Hân. Hôm nay, quả nhiên đã ứng nghiệm. Sư phụ nói, Huệ Hân thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng. Tương lai, không những cháu có thể tự xử lý, mà sẽ hoàn toàn bình thường, và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm 20 tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ. Huệ Hân là từ cõi súc vật, thuộc loài heo chuyển sinh lên. Sao có thể khai mở trí huệ? Sư phụ đáp. Ông giáo dạy học, nhân gì nói bậy. Những gì Phật giáo rao giảng, toàn là hư dối.
còn đem uy tín danh dự mình ra bảo đảm, làm lỡ mất cơ duyên học Phật của bao người, nên sau khi chết, bị đọa làm heo. Nhưng kiếp trước nữa, ông giáo này đã từng là một hòa thượng rất có tiếng tăm danh vọng vào thuở đó. Về sau, do dâm tâm chưa sạch, nên chết rồi quay lại nhân gian, xin làm ông giáo sư nọ. Hai đồ đệ của ông cũng giống vậy. Do tình ái chưa đoạn, nên cùng đến nhân gian làm học trò của ông. Tiên sinh dạy học này, do một bề ôm tà kiến, tuyên bố sai, diệt mất cơ duyên học Phật của bao người. Do tội đó, mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh, già, chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian, kết làm vợ chồng. Bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo, nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ Huệ Hân. Cũng có thể nói, Huệ Hân đời trước là con heo, tiền thân heo là ông giáo sư, tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh, nhưng tâm dâm chẳng trừ. Còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo, chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não. Bại não là ngu si, mà nhân của ngu si chính là do làm thầy có uy tín, địa vị cao, mà nói lời cẩu thả, làm chướng ngại việc tu tiến của người, khiến người bỏ ý định học Phật. Lại suy tiếp nữa, thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ. Dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ. Đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn. Trong đây có bộ nữ đứng cạnh chữ hôn, hàm ý là có nữ nhân ở bên cạnh thì trí óc mờ mịt, u ám, phát mê muội. Đó chính là nguyên nhân ngu si. Thế nên, trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã dạy: ông tu tam muội muốn thoát trần lao, tâm dâm chẳng trừ, trần không thể thoát. Cha mẹ Huệ Hân, từ khi hiểu rõ Phật Pháp rồi, nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng, không những dứt trừ ăn mặn, mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái. Không những bản thân tự tụng kinh niệm Phật, còn hướng dẫn Huệ Hân niệm Phật, bái Phật. Ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự viện tỏa ánh kim quang. Dù đang là cư sĩ tại gia, nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia. Trí tuệ Huệ Hân, thuở là tăng sĩ trong kiếp trước, sẽ có ngày hồi phục, được xem trọng. Mùa hạ năm nay, tôi kết bạn cùng sư đệ Quả Bồi, dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp, tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ Huệ Hân. Lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng. Lưu cư sĩ, cha của Huệ Hân, ngồi trước mặt tôi, thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh. Lý cư sĩ, vợ của anh, tuy là công dân hãng Mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm, nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng 3 tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây, nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân, anh Lưu thật thà khai báo. Dạ, vợ chồng chúng con nhân vì Huệ Hân bệnh, mà được biết đến Phật Pháp, hiểu đạo rồi, thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới, bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng. Vì niệm ái mà kết hôn sinh con, rước vào đủ thứ phiền não khổ đau. Chúng con dâng theo lời Phật dạy, lại nhờ xem qua sách báo ứng hiện đời, hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này,
nên quyết tâm đoạn dục khử ái, đã cùng nhau thắp hương thệ nguyện. Hơn nửa năm nay, chúng con vẫn ngủ chung giường, mà không sao, thảy đều bình an vô sự. Nhưng cách đây nửa tháng, một hôm, không biết ma lực nào xui ám, khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt, khó bề khống chế. Ngay lúc đó, con vội nhảy ra khỏi giường, quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu Ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm, định tĩnh. Khi ấy, con đã dùng hai cổ tay kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy, quyết tâm dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm và cầu Phật lực gia trì. Kể đến đây, anh Lưu trang trọng nói, vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm, xin tôn ông chuyển lời thưa với sư phụ dùm, chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ. Tôi bị vợ chồng anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách, dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục, từ hổ thẹn thầm. Mọi người đều quý mến họ. Tôi hỏi, lần này tôi viết tiếp cuốn Báo Ứng Hiện Đời tập 3, tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp, việc phát thể tu hành, nguyện từ bỏ ái dục, giống như chúng con cũng có 3-4 cặp phu thê thực hiện rồi ạ. Do cư sĩ Quả Bồi thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội Lăng Nghiêm, nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú Lăng Nghiêm và 4 lời dạy quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm. Các Phật tử nhỏ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, ai mà không thuộc chú Lăng Nghiêm đều cảm thấy rất hổ thẹn ạ. Nhóm bạn đạo chúng con hễ vừa phát tâm học Phật là lập tức từ bỏ ăn mặn. Trong số này có cư sĩ Hồng Bân, lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ Ngạn Tân và được dắt đến gặp cư sĩ Quả Bồi. Sau khi xem Báo Ứng Hiện Đời rồi á, ông Bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập, từ đó đoạn tuyệt ăn mặn. Gần đây nghe nói cả hai vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục. Dù tu tại nhà, nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh thoát tưởng. Chúng con cảm thấy những lời Phật dạy đều là chân lý, nên nguyện tuân theo, y đó thực hành. Chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu. Còn vốn muốn xin giáo sư đem chuyện Huệ Hân viết ra, kể rõ khi con chào đời, thì giữa bụng và hai bên lưng đều có một đường ngấn dài. Các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố, và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc. Nhưng hai họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy, cổ chân và cổ tay của Huệ Hân cũng có làn ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ, trong khi tỉnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo. Thấy một con heo bị trói 4 chân, sau đó bị giết rồi, người ta còn ném nó vào nồi nước nóng, khiêng đi cạo lông. Tiếp đến, dùng côn sắt chim vào giò cản bụng nó, rồi nện đập 4 chỗ này. Sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó, khiến bụng heo phình lên như quả cầu. Tiếp đến, họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại, ngăn không cho khí tuôn ra, rồi dùng côn sắt đánh lên mình heo. Sau này con hỏi thân phụ mới biết, người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly, mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằn lên những đường nhợt nhạt, như bị tắc nghẽn máu, hiện trên da thịt. Cuối cùng á, thì nó bị phanh thây mổ bụng. Lúc này, con chợt hiểu ra, các đường hằn trên mình quẻ hơn, bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết, đánh lên lưu vết tích. Xem như đây là kiểm chứng là hòa thượng diệu pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có. Nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực, chúng con hy vọng đem chuyện nhà mình, cảnh tỉnh những vị đệ tử Phật không nghiêm trì giới luật, bởi vì chỉ có giữ giới, sám hối, mới tiêu trừ nghiệp chướng, thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc. Những lời ba mẹ Huệ Hân nói, khiến người cảm động. Mẹ cháu vẫn muốn cho Huệ Hân chụp ảnh để tôi đăng lên sách, để người tin đây là chuyện thật. Nhưng tôi từ chối. Mặc dù hiện giờ cháu còn bé, nhưng sau này cháu sẽ lớn lên. Tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi, nhưng tôi cho rằng, dù không đăng hình, độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật, và hiểu rõ lý nhân quả. Tôi tuyệt, chẳng dám viết chuyện bịa đặt gạt lừa người, bởi làm thế, chính là phản bội nhân quả. Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi, đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành. Như thế đủ chứng minh, thời này, tuy mạt pháp mà không mạt, vì còn rất nhiều đệ tử Phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông. Trong Phật môn từng nói, có người ẩn tu ở thâm sơn,
có người tu thầm nơi phố thị. Đệ tử Phật không tranh, không tham cầu, không tư lợi ích kỷ, không vọng ngữ. Tất cả những ai tu hành chân chính, dù là cư sĩ tại gia, thì vẫn có thể thành đạo nghiệp. Còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo, thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp, thì đây há chẳng phải là thử thách, là khảo nghiệm đối với chúng ta ư? Không có tà, thì sao hiển chánh được? Không có ma, thì sao có Phật được? Chư vị đại đức cao tăng từng dạy chúng ta, ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố, ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hành hỗ trợ, chẳng phải là tạo thêm lực đẩy giúp ta tu giỏi hay sao? Đối với những ai không tuân thủ quy củ của Phật, ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong, gặp kẻ giảng tà pháp cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây cũng là thử thách. Nếu giận họ, thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị. Mạc thế thuyết pháp, có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng, xin kết thúc bằng hai câu. Như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quản khổ đấu lông tranh. Các bạn trầm công giảm điệu. Hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh ngôn: chỉ trầm công không giảm liệu chờ sập, chỉ giảm liệu không trầm công sẽ sập. Đã trầm công lại giảm liệu chắc chắn sập. Nếu giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có hai con trai, đứa đầu tên Trương Kim Sùng là kỹ sư thiết kế kiến trúc, còn đứa út tên Trương Tất Khoan kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư, công trình tốn phí rất lớn, các cổ đông trong hai thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là Chiêm Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân. Nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên, chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và chưởng lực mà giành được. Như nay, ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng, thì phải chi cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói. Đành bấm bụng để Tụ Thành nắm quyền. Thế là Tụ Thành tha hồ thao túng việc trộm công giảm liệu, y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất,
Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chim Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu, không biết hối lộ, nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương, đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căn, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ Tụ Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc Căn xây. Sau đó, y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng mà các công trình Mộc Căn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căn đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căn xây. Lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Mộc Căn nghe, thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chim Tụ Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căn dám vong ân bội nghĩa với mình. Nên ngay tối hôm đó, y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng, định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ, ngay khi đó, cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả, Tụ Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1 năm rưỡi tù giam. Khi Tụ Thành mãn hạn tù được thả rồi, thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tụ Thành giao lưu thầm lén với họ xong, thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tụ Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngay tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu, và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đài địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đài địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác,
làm gian dối, cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất, từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng, nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn, nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết, thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết, và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh, nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình. Tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi. Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói, từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp, tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Trong chết được sống. Thông thường, người ta chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng mới khởi ý đến với Phật Pháp, cầu gia hộ. Lúc đó nếu có duyên lành gặp được thiền tri thức hướng dẫn, hành đúng pháp sám hối, chí thành học Phật, thì có thể chuyển nguy thành an, sống lại từ chỗ chết. Nhưng trước bao quả báo khổ não phải thọ nhận, có bao nhiêu người sở hữu được may mắn này? Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ vô thường, nghe liền tin thọ, phải biết trân quý bội phần những ưu khuyết từ kiếp người. Sống nên thuận theo dòng thiện, sửa đổi lỗi xưa, ăn chay trì giới, hiểu rõ nhân quả, dứt ác theo lành, phá bỏ vô minh chồng chất, giữ chánh tri kiến, mới có thể tránh được tai nạn họa ương trùng trùng. Có nữ cư sĩ họ Lưu, tuy tin Phật nhiều năm, nhưng do gia đình phản đối nên mãi vẫn chưa ăn chay,
tín tâm học Phật cũng không kiên định. Cuối năm 2007, Lưu cư sĩ khám bệnh, bất ngờ phát hiện ruột bị ung bú. Sau khi tái khám, bác sĩ bảo: "Cô về nhà nghỉ dưỡng, thích món gì thì cứ ăn. Bệnh này mạng sống chỉ tính từng ngày." Lưu cư sĩ hoàn toàn bất ngờ. Bình thường cô không nghĩ là bệnh này nặng đến vậy. Giờ xem như đã bất trị, là thời kỳ cuối. Vô thường đến nhanh quá, khiến cô trở tay không kịp, nên tâm phát sinh chán nản, tuyệt vọng đầy. Lúc này cô nhớ lại, mấy hôm trước, dì và vài bạn đạo đến thăm đã nhiều lần khuyên cô nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh cho tốt. Thế là cô âm thầm hạ quyết tâm, phải trì giới ăn chay, chấm dứt không tạo sát nghiệp. Cô sẽ chân chánh tu học Phật Pháp, cầu Phật lực gia trì giúp cô ra khỏi tuyệt lộ. Về nhà rồi, Lưu cư sĩ kể rõ bệnh trạng nghiêm trọng của mình cho mọi người hay, và kiên quyết nói: "Tôi không còn sống bao lâu nữa. Trước đây tôi đã tạo nghiệp sát quá nặng. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi nhất quyết ăn chay tu học. Xin mọi người ủng hộ cho." Chồng và các con cô thuở giờ luôn phản đối không cho cô ăn chay, lúc này đành im lặng chiều theo. Mặc dù cô mới bắt đầu ăn chay tập tu, nhưng nỗi sợ cái chết và bệnh hoạn đau đớn dày vò khiến cho cô nhiều lần thối tâm, tinh thần đang nằm trên bờ vực suy sụp. Đang lúc cô hành trì hết sức khó khăn, thì dì và các bạn đạo liền đưa tay ra giúp. Họ dẫn cô đi phóng sinh và đồng tụng kinh hồi hướng hỗ trợ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cô sớm mạnh lành hồi phục. Đồng thời còn khuyên cô nên tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni để giúp cho tín tâm và đạo tâm kiên định, chiến thắng được quỷ bệnh. Một tháng sau, khi đến bệnh viện kiểm tra, thấy bệnh cô đã ổn định và chuyển tốt. Điều này khiến cô tăng thêm niềm tin. Chồng con khi hay bệnh cô đỡ nhiều rồi cũng vui mừng tở mở, xúm nhau ăn chay theo. Những ngày tháng sau đó, Lưu cư sĩ phát nguyện tinh tấn tu học, là một đệ tử Phật đúng nghĩa. Hàng ngày, cô tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 108 biến. Cô chí thành quỳ trước Phật tụng kinh, tĩnh tọa, chuyên chú miên mật. Lúc này, phiền não cũng theo đó rụng rơi. Đúng như trong kinh nói, nếu có chúng sinh, tội nặng bị báo ứng, trăm bệnh kéo đến, thống khổ bức thân, tụng chú này 24 biến, ách bệnh khổ não, nhất thời tiêu tan, thọ mệnh kéo dài, phúc đức vô tận. Lưu cư sĩ tinh tấn tu học như thế 3 tháng, sau đó đến y viện tái khám, kỳ tích đã xuất hiện, ruột không còn ung bú, bệnh khỏi hẳn triệt để. Nhờ theo pháp chân chánh, học Phật thực hành đã giúp cho Lưu cư sĩ sống lại từ cửa tử. Không những bản thân cô thọ sâu pháp ích, mà còn khiến cho toàn gia cảm động, cùng bước vào con đường tu tập, ăn chay theo luôn. Giải thích thêm, Lưu cư sĩ bị ung bú thời kỳ cuối. Vì sao chỉ 3 tháng được lành? Là do các nguyên nhân sau đây. 1. Nhờ cô sửa đổi tu 3 điều thiện, ăn chay trường, phóng sinh, tụng kinh. 2. Phát nguyện làm lợi chúng sinh, nguyện này cùng nguyện chư Phật tương đồng. 3. Hàng ngày thành tâm tụng chú Nhất Thiết Như Lai Tâm 108 biến. Lực gia trì của chú này mạnh không thể nghĩ tưởng. Trong kinh nói, chí tâm phát nguyện, tụng niệm thần chú, mỗi chữ mỗi câu phóng đại quang minh chiếu đến tam đồ, khổ đều tiêu tan, chúng sinh thoát khổ, mầm Phật phát sinh, tùy ý vãng sinh, mười phương tịnh độ. Người người, nếu y theo 3 điều này tu, thảy đều có thể chuyển hóa định nghiệp và nghịch cảnh.